Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, ở tập trước chúng ta đã tìm hiểu về bốn dòng iguana vô cùng thú vị. Vậy thì ở tập này hãy tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về bốn dòng iguana bá đạo không kém nhé. Yo yo. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Anh bạn đầu tiên xuất hiện trong cái danh sách của chúng ta ngày hôm nay đó chính là cự đà đá Rockoban, hay có tên khoa học là Silura. Đây là một cái loài bò sát thuộc họ thằn lằn, được phân bổ ở khu vực đảo Tây Ấn thuộc Caribe. Thì theo ghi nhận là có tới 10 cái phân loài nhỏ trong cái chi Silura này. Những cái tên trong cái phân loài này cũng rất là đẹp, rất là mỹ miều và cũng vô cùng nổi tiếng luôn. Ví dụ như là Blue Caiman, Rockoban. Đây là một cái loài lớn nhất trong cái họ cự đà đá thuộc khu vực Tây Indies. Nó là một loài cực kỳ nguy cấp, nó cũng ăn chay như những cái loài khác. Và điều đặc biệt nhất của cái dòng rock này là nó có một cái đôi mắt màu đỏ. Nhưng cái đôi mắt này nó không giống như cái tụi mà Albino Iguana. Albino Iguana thì nó đỏ là đỏ cái lòng đen. Còn cái tụi rock này nó đỏ là cái đỏ cái lòng trắng. Còn cái lòng đen của nó vẫn đen bình thường. Tuy nhiên cái màu đỏ này nó rất là rực và nó có những cái tia máu trong nó rất là dữ tợn, rất là ngầu, giống như là mắt rồng vậy đó. Nó sở hữu một cái đuôi rất là dày thịt, hàm dưới rất là nhọn. Thì sẵn đây nói về cái hàm thì chúng ta bàn một chút về cái lực cắn của nó. Thì cái kiểu tấn công của nó khác với cái dòng iguana ringrest bình thường mà chúng ta thấy. Nó cắn nó không có cái hành vi mà nó xoắn, nhưng mà cái lực cắn của nó rất là mạnh. Sau khi nó phập vô một cái là nó nhả ra liền, nhưng mà cái chỗ ngay vết thương là nó sẽ bầm đen lên luôn. Thì mình cũng có duyên đó bạn, cũng may mắn được trải nghiệm rồi, cũng bị táp rồi các bạn. Thì sau khi nó táp á, ngay chỗ cái vết thương á, thì nó không có máu nhiều, nó chỉ rướm rướm chảy sơ sơ thôi. Nhưng mà ngày mai á, thì cái chỗ đó bầm đen luôn. Cái loài này á, là nó có nội công nó thâm hậu ha. Ngoại công nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nội công rất là thâm hậu. Quýnh là chấn thương từ bên trong nổi ra. Con cái sẽ bảo vệ cái tổ của nó sau khi nó đẻ trứng xuống. Và những cái con cái này nó cũng thuộc dạng làm biến các bạn. Nó xài ké những cái tổ của những cái con cá sấu Cuba ha. Con cá sấu vô đẻ trứng xong rồi nó thấy lỗ ngon quá, chui vô đẻ ké luôn. Chúng cực kỳ thông minh luôn các bạn. Chúng thường chọn những cái khu vực nằm phía bên trong, hoặc là được bao bọc bởi những cái lùm, những cái bụi xương rồng có nhiều gai. Thì đây giống như một cái lá chắn thép, một cái vành đai để bảo vệ những cái trứng của con, tránh những cái loài mà ăn thịt khác. Mặc dù là cái quần thể ở trong tự nhiên đã bị suy giảm một cách nghiêm trọng bởi cái tác động của cái việc mà khai thác tài nguyên, khai thác đất rừng để trở thành đất nông nghiệp của con người. Tuy nhiên cái số lượng của cái dòng rock này nó không có bị sụt giảm đáng kể nhờ cái việc mà nó được con người đưa vào môi trường nuôi nhốt cũng khá là nhiều và cũng sinh sản được khá là thành công bên cạnh những cái chương trình bảo vệ của những cái cơ quan chính phủ này nọ. Người anh em thứ hai tiếp ngay sau đây chính là loài Desert Iguana, tức là cự đà sa mạc. Thì loài này rất là dễ dàng được tìm thấy ở khu vực sa mạc vùng phía Tây Nam nước Mỹ, gần như là Tây Bắc Mexico và một số cái đảo thuộc vịnh California. Mặc dù là nó sống ở sa mạc đâu đâu á, nhưng mà ngay tại Việt Nam chúng ta đây cũng có một người anh em sinh đôi với nó. Các bạn có biết đó là con gì hay không? Đó chính là con nhông cát Bình Thuận. Bởi vì xét về cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái môi trường sống và cái tập tính sinh hoạt thì mình thấy rất là giống nhau luôn. Cùng nhau tìm hiểu nha. Đây là một cái dòng cự đà cỡ trung. Mắt size của nó chỉ khoảng 40cm thôi các bạn. Rất là nhỏ so với những cái dòng iguana khác. Nó có cái màu xám nhạt hoặc là màu trắng kết hợp với những cái hoa văn lưới màu nâu. Lưng nó có những cái vảy to. Trên đuôi nó có những cái đốm hạt màu nâu giống như gai vậy đó. Vào mùa sinh sản thì cả con đực và con cái đều có cái xu hướng chuyển sang cái màu hồng nhạt. Có một điều rất là đặc biệt ở cái giống loài này là nó có cái thời điểm nó ngủ đông các bạn. Và cái thời gian nó ngủ đông là rơi vào khoảng tháng 3. Sau khi nó ngủ đông tỉnh dậy thì sẽ đến cái mùa sinh sản của nó là rơi vào khoảng tháng 4 và tháng 5. Thì là một năm cái tụi này nó sẽ đẻ được hai lứa và mỗi lứa nó sẽ đẻ được khoảng từ 2 tới 10 trứng. Với cái tên là cự đà sa mạc thì chúng ta cũng đã biết rằng nó thích cái nhiệt độ cao như thế nào. Lạnh quá là nó không chịu, thích nóng à, thích bực bội chân vậy. Thì đây là một cái dòng ăn tạp nha các bạn. Nó có thể ăn cỏ, ăn rau, ăn lá, ăn hoa, ăn quả. Đồng thời nó cũng thể ăn côn trùng. Nó ăn xác thối của các loài động vật khác. Và nó ăn cả chính phân của đồng loại đó luôn. Thì cái mục đích của cái việc ăn phân này á, là để nó lấy cái vi sinh cho cái hệ tiêu hóa của nó được hoạt động hiệu quả.
Theo một cái nghiên cứu á, cái dịch tiết ra từ cái lỗ chân lông, từ cái đùi của nó đó, nó sẽ tỏa ra một cái mùi hương, cũng như là ra một cái ánh sáng huỳnh quang mà đồng loại của nó có thể đánh hơi được. Còn nếu giữa hai con mà cái khoảng cách quá xa đi thì đồng loại của nó có thể nhìn được cái bước sóng của cái ánh sáng huỳnh quang mà con người chúng ta không thể nhìn thấy được. Con người chúng ta có gì? Chúng ta có cái điện thoại, giống như cái GPS vậy đó. Bật cái điện thoại lên là chúng ta biết bạn này đang đâu, bạn này đang đâu. Còn tụi nó đâu có điện thoại đâu, cho nên nó cũng phải có những cái công cụ khác để kết nối được với nhau trên một cái sa mạc rất là mênh mông như thế này. Để sống trong một cái môi trường quá khắc nghiệt và thiếu cái lượng nước trầm trọng như vậy thì chúng sẽ thường đào hang ở dưới những cái rễ cây để tránh nóng, cũng như là tránh những cái loài ăn thịt. Theo mình á, thì cái loài này á, nếu xét về cái thẩm mỹ thì nó không đẹp các bạn. Bởi vì đầu tiên là cái kích thước của nó khá là nhỏ, nó có 40cm à. Nó không có cái độ hầm hố, cái độ ngầu. Cái thứ hai nữa là màu sắc của nó cũng khá là đơn điệu, nhạt nhòa. Tuy nhiên mình cũng rất là nể phục cái ý chí sinh tồn của nó. Bởi vì nó có thể sống trong cái môi trường quá khắc nghiệt, quá thiếu thốn đi, nhưng mà vẫn duy trì được cái nòi giống, cái bộ gen của mình và trở nên nổi tiếng. Nổi tiếng đến nỗi mà ngày hôm nay chúng ta đã ngồi với nhau để mà tìm hiểu về nó. Người bạn thứ ba sau đây chính là cái loài Galapagos Pinkland Iguana, gọi tắt là cự đà màu hồng. Đối với thằng đệ này thì mình cũng đã làm một cái clip mà gọi là bới móc đời tư của nó một cách rất là rõ ràng, chi tiết ở trên kênh của mình rồi. Anh em nào muốn hiểu sâu thì có thể search và xem ha. Đây là một cái loài lâu đời nhất về mặt di truyền. Nó cũng là một cái loài đặc hữu của quần đảo Galapagos thuộc Ecuador. Ban đầu thì các nhà khoa học người ta tưởng rằng nó là một cái dòng đột biến của cái tụi len. Nhưng mà sau đó thì người ta ghi nhận nó là một cái loài riêng biệt và nó có cả một cái cộng đồng của nó luôn. Hiện nay thì cái số lượng cái loài này á đang bị sụt giảm rất là nghiêm trọng luôn. Chỉ còn đâu đó khoảng 200 cá thể thôi, được xếp vào cái nhóm là cực kỳ nguy cấp luôn. Và để kết thúc cái danh sách ngày hôm nay là một thằng đệ phải nói là cực kỳ quen thuộc luôn. Đó chính là tụi Iguana, tức là những cái con Green, Red, Hypo, Blue đồ này nọ đó các bạn. Nó quá quen thuộc rồi cho nên mình không cần phải nói nhiều về cái hình thể cũng như là cái tập tính sống, cách cho ăn này nọ lum la. Thì cái con Iguana này nó được du nhập vào Việt Nam mình từ nhiều năm nay rồi. Và nó đã tới cái giai đoạn là anh em Việt Nam tụi mình có thể lai tạo ra những cái bộ gen mới, cho ra những cái màu sắc ấn tượng. Và chúng ta cũng có một số cái thành tựu nhất định. Cũng mong là một ngày nào đó cái cơ chế của Việt Nam mình nó mở cửa hơn, pháp luật Việt Nam nó công nhận cái con Igu này là một cái loài động vật có thể nuôi làm pet. Và ở một cái tầm cao hơn chút xíu nữa là chúng ta có thể thi thố chơi cùng với những bạn bè quốc tế. Và vừa rồi là bốn dòng Iguana bá đạo khép lại cái chương trình ngày hôm nay. Sẽ còn rất nhiều những cái loài động vật thú vị khác trên toàn thế giới mà mình sẽ cố gắng thu thập và gửi đến các bạn. Nếu bạn nào thấy hay cho xin một like. Và nếu ai chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký nhé. Mình sẽ quay lại sớm thôi.